thằng này là Vino Spumante Don. Bản thân cái từ Spumante nó là được là nó lên men một lần trong chai. Thế còn cái thằng này là Don, tức là nó lên men hai lần tại trong chai. Nhưng cái dòng này thì phải nói là nó cái hương hoa quả của nó rất là dậy, nhưng cái vị của nó là lại uống nó lại ngọt, nó là tầm băng ngọt, sparkling ngọt. Trên đây thì lại không phải là ngọt, đây chỉ ngọt nhẹ thôi, đến bí sách mà nó ngọt nhẹ thôi, nhưng mà đây là dòng rất ngon. Những cái dòng mà dạng thì kiểu như thế này là anh phải được có một cái chính sách uống nó để lạnh, ngâm ướp lạnh rất lạnh thì nó mới ngon. Càng lạnh sâu nó càng ngon. Cho nên hôm nay là đây này, em nhìn thấy không? Spumante này. Đấy là lên men hai lần trong chai. Rất là kỹ. Nhưng lý do gì nó có cái mùi trái cây vậy? Nó cũng là cái công kỹ nghệ người ta làm vang đấy. Nó là cái này nó hoàn toàn là cái công công thức chung. Nó cũng giống như cái thời gian ủ. Ủ của nó quyết định cái hương của nó. Spumante. Nó gọi là đây là một cái dòng Prosecco.